với Lionel Messi, bây giờ Le Classic mới là siêu kinh điển. Lionel Messi là vua, là biểu tượng và định nghĩa El Clasico. Giờ thì tất cả đã kết thúc. Đón chờ anh là một siêu kinh điển khác, mang tên Le Classic. Trong gần hai thập kỷ, Lionel Messi là biểu tượng của El Clasico. Và cuộc đối đầu giữa La Pulga với Cristiano Ronaldo đưa siêu kinh điển lên một tầm cao mới. Khi CR7 ra đi, sự hấp dẫn vẫn còn nguyên vẹn khi tất cả đón chờ cuộc chiến giữa Messi người biến bóng đá thành nghệ thuật, và Sergio Ramos, đại diện cho sự xấu xí. Bây giờ, El Clasico thật khác lạ. Không Messi, Ramos cũng không. Đó chỉ còn là trận đấu thuần túy giữa Real và Barca, một đội đứng thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga và đội kia đứng thứ bảy, giữa những ông già như Karim Benzema, Gerard Pique cùng các mang non còn lâu mới trở thành Messi, Ronaldo mới như ân sự Fati, Vinicius Junior. Vậy Messi, Ramos ở đâu? Thật kỳ lạ, cả hai trở thành đồng đội của nhau tại PSG. Và chỉ vài giờ sau khi El Clasico diễn ra ở bán đảo Iberia, 21 giờ 15 phút ngày 24 tháng 10, họ sẽ hòa mình vào trận Le Classic, siêu kinh điển nước Pháp giữa PSG và Marseille, 1 giờ 45 phút ngày 25 tháng 10. Ramos vẫn theo dõi từ khán đài trong khi Messi ra sân và tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại Ligue 1, ba bàn trước đều tại Champions League. Nếu như El Clasico có một lịch sử lâu đời và trở thành sự kiện thể thao được mong đợi toàn cầu, Le Classic chỉ mới hình thành từ cuối thập niên 1980. Và năm ngoái, trận đấu này diễn ra trong bối cảnh Ligue 1 thất bại trong việc tìm kiếm một thỏa thuận truyền hình tốt hơn với Media Pro. Danh tiếng của Le Classic chưa bao giờ vượt ra ngoài biên giới nước Pháp và thành thực mà nói, ngay ở xứ Gola, trận đấu cũng chỉ nhận được sự quan tâm chủ yếu của người hâm mộ hai đội. PSG và Marseille được mô tả là hai câu lạc bộ lớn nhất Pháp đặt lên bàn cân, họ trông khá cân bằng. Cả hai đều 9 lần vô địch Ligue 1 và hai danh hiệu quốc tế, cùng với số trận thắng ở giải đấu hàng đầu nước Pháp đều là 32. Tuy nhiên đừng bị đánh lừa bởi điều đó. Hai đội bóng này đều thiếu sự ổn định, luôn trồi sụt thất thường. Có giai đoạn Marseille thắng liên tiếp, cũng có lúc ngược lại. Ví dụ như 18 trận le classic gần nhất trong khuôn khổ Ligue 1, Marseille chỉ thắng một trong khi PSG thắng tới 14. Chuỗi trận áp đảo này bắt đầu từ khi đội bóng thủ đô Paris đổi đời nhờ ông chủ Qatar. Marseille, đội chỉ thua 2, tháng 8 trong 14 trận trước đó, giờ không có cơ hội. Vậy nên, gia vị chính nuôi dưỡng sự cạnh tranh của Le Classic lại là những vụ tấn công bạo lực không ngớt được tạo ra bởi người hâm mộ hai đội. Bầu không khí thù địch cũng lây lan sang các cầu thủ. Hai trận gần nhất giữa hai đội xuất hiện tới 17 thẻ vàng, 6 thẻ đỏ cùng những màn ẩu đà trên sân, công kích qua mạng xã hội. Nhưng quên đi những điều xấu xí ấy, lần này là một Le Classic rất khác lần đầu tiên trận đấu giữa psg và marseille nhận được sự quan tâm trên toàn thế giới tất cả là vì messi siêu sao người argentina đã mang đến sự sang trọng cho psg cho nước pháp và bây giờ là le classic trong một đêm mà bóng đá châu âu đặc biệt sôi động với el classico ở tây ban nha derby nước anh giữa mu và liverpool derby ditalia giữa inter và juventus trận đấu giữa psg và marseille cũng là một lựa chọn không thể bỏ qua đơn giản vì đó là một màn trình diễn khác của messi người đã hạ quyết tâm sẽ ghi bàn ngay trận le Classic đầu tiên sau khi trở thành vua của El Classico với 26 bàn trong 17 năm. Và sự hiện diện của Messi chắc chắn cũng kích thích Marseille chơi một trận quên mình, bất chấp khoảng cách giữa họ với PSG đang là 10 điểm dù chỉ cách nhau hai bậc trên bảng xếp hạng Ligue 1. Thực sự là thời khắc của những đổi thay, và trong khi El Classico đang tiếc nuối quá khứ, Le Classic chỉ nhìn về tương lai.